Ta có thật sự muốn chết ở đây không? Hoàng thượng, sao người còn không đánh cứu Phượng Nhi? Ta không quan tâm người khác nghĩ như vậy ta, nhưng người làm ơn hãy tin ta, ta không giết hoàng hậu nương nương. Ta nói thật đó, ta nói thật mà. Một mình chạy đi trước đi. Nếu tiếp tục như vậy, hai chúng ta không ai trốn thoát được. Ta là nam nhân, sao ta có thể bỏ lại nữ nhân của mình như vậy được chứ? Đi. Phượng Nhi, Phượng Nhi, Phượng Nhi! Hoàng thượng, người bị làm sao vậy? Bây giờ là ngày thứ mấy rồi? Thời hạn 7 ngày của mẫu hậu sắp hết. Lưu Mặc đâu? Lưu Mặc không phải nói là có thể giải quyết việc này sao? Hắn đang ở đâu? Bẩm hoàng thượng, Lưu công công đang đợi ở ngoài cửa. Truyền hắn, mau truyền hắn vào. Dạ. Lưu Mặc, thần tham kiến hoàng thượng. Biện đệ, chuyện trẫm kêu ngươi làm, ngươi đã làm xong chưa? Hoàng thượng, hung thủ đầu độc hoàng hậu nương nương đêm hôm qua đã bị bắt về quy án rồi. Vậy thì tốt quá rồi. Trẫm quả nhiên là không nhìn lầm người. Khởi bẩm hoàng thượng, hôm hoàng hậu nương nương xảy ra chuyện, vừa hay là ca trực của tiểu nhân, Thái Nguyệt cô nương mang thuốc độc cho tiểu nhân, lệnh cho tiểu nhân bỏ vào thức ăn của Phượng Tài Nhân. Lúc đó tiểu nhân muốn từ chối, nhưng mà cô nói không làm theo sẽ bị giết. Sau khi thành công, Thái hậu nương nương sẽ trọng thưởng. Ngươi đang nói bậy. Thái hậu nương nương sao có thể cho ngươi làm chuyện đó chứ? Ngươi rõ ràng hỗn sực. Trẫm đang thẩm vấn, hay là nàng thẩm vấn? Hoàng thượng, nhưng mà hắn vu oan cho Thái hậu. Thiếp. Hoàng thượng, số thuốc này tìm được từ chỗ của tiểu quý tử Ti Lễ Giám, cũng chính là ly tâm tán mà thái y nói. Bây giờ Thái Nguyệt đang ở đâu? Sau khi chuyện xảy ra, Thái Nguyệt đã bỏ trốn. Thần đã phái người bắt Thái Nguyệt về, đang định thẩm vấn lại bị người khác ám sát. Cái gì? Hoàng thượng, băng phách mai hoa tiêu trên người của Thái Nguyệt hình dạng quỷ dị, chỉ cần điều tra ra nó xuất phát từ đâu thì có thể tra ra ai là thủ phạm. Hoàng thượng, lời nói của một đám thái giám đó sao có thể tin chứ? Trẫm nghe xong cuối cùng cũng hiểu được một chuyện. Bất kể kẻ chủ mưu là ai, người đó đều muốn đổ tội danh đầu độc hoàng hậu lên người Phượng Tài Nhân. Tiểu thần tử. Dạ có nô tài. Thả Phượng Tài Nhân ra, nhốt tiểu quý tử vào đại lao chờ xử trí. Dạ. Khoan đã. Hoàng thượng minh giám, những lời mà tiểu quý tử đã khai có nhiều điểm vẫn chưa rõ ràng, căn bản không thể tin. Yên Tiệp Dư, cô đang nói nhảm cái gì vậy? Hoàng thượng, ly tâm tán là quyền sắc, nó khó hòa tan trong nước. Trước tiên muốn hạ độc để không bị hoàng hậu nương nương phát hiện, vì vậy phải trộn vào trong trước khi điều chế. Có điều chuyện thật sự khiến thần thiếp cảm thấy lạ chính là gói thuốc này không phải đồ thường mà là cống phẩm. Ngày hôm qua Bắc Cương mới tiến cống, trước đây trong cung chưa từng có người sử dụng qua. Vậy thì tiểu quý tử, không biết là ngươi đã có ly tâm tán đó từ khi nào? Tiểu quý tử, bây giờ hoàng thượng đang ở trước mặt của ngươi, ngươi còn không mau nói ra đi, là ai đã kêu ngươi mạo nhận tội danh? Ngươi làm gì vậy?
Ngươi! Lưu Mặt to gan, ngươi làm việc thất trách, không tận chức trách, lại dám tùy tiện bắt một tên che mắt Ai Gia và hoàng thượng. Ngươi đã phạm tội lớn khi quân đó. Hoàng thượng minh giám, tiểu quý tử là đang sợ tội nên tự sát. Mẫu hậu, ngươi nặng lời rồi. Lưu công công chẳng qua là làm việc hết sức thôi, huống hồ bây giờ tiểu quý tử đã chết rồi, thật giả rất khó phân biệt. Như vậy đi, trẫm sẽ tạm thời cắt chức của Lưu Mặt. Ai gia cảm thấy con xử phạt quá nhẹ rồi đó. Ý trẫm đã quyết, mẫu hậu không cần nhiều lời. Vụ án hoàng hậu, thái hậu và Lưu công công mỗi người một lời. Trẫm quyết định tìm một người công chính nhất để xử lý vụ án này. Yên Tiệp Dư. Có thần thiếp. Nàng là tỷ muội của Phượng Tài Nhân, vậy nên vụ án này giao cho nàng điều tra. Thần thiếp to gan xin hoàng thượng cho phép thần thiếp điều tra vụ án hoàng hậu nương nương. Được, trẫm ban cho nàng Thượng Phương Bảo Kiếm. Thấy kiếm như thấy trẫm. Nếu như ai dám ngăn cản nàng thì chính là ngăn cản trẫm. Khi cần thiết có thể chính pháp tại chỗ, nhưng mà nhất định phải điều tra rõ ràng vụ án của hoàng hậu. Thần thiếp tuân chỉ. Tạ hoàng thượng. Nè, cô nghe nói chưa? Hoàng thượng ban Thượng Phương Bảo Kiếm cho Yên Tiệp Dư đó. Phải đó, hoàng thượng còn lệnh cho Yên Tiệp Dư toàn quyền phụ trách vụ án của hoàng hậu. Nô tài tham kiến Yên Tiệp Dư. Làm gì có lý đó chứ. Vốn dĩ có thể trị tội Mai Phi và Thái Hậu, ai ngờ giữa đường nhảy ra một tên Trình Giao Kim, hại bổn cung ta xém chút nữa không giữ được cái mạng này. Xem ra Yên Tiệp Dư này đã về phe của Thái Hậu nương nương rồi. Hôm nay mỗi câu mà cô ta nói ở ngự thư phòng đều chống đối công công. Công công có thấy vậy không? Tiểu nha đầu này dám phản bội ta sao? Xem ra cô ta chưa biết sự lợi hại của ta là gì. Chỉ có điều là công công hôm nay bị hoàng thượng cách chức, e là hoàng thượng chỉ cách chức quan của ta thôi. Chỉ cần ta vẫn còn sống thì ta vẫn có thể dấy lên tranh phong quyết vũ ở hậu cung. Những thứ này đều là Thái hậu nương nương ban thưởng sao? Không sai. Thấy cô chỉ cần thời gian một nén nhang đã có thể nắm được đằng đuôi của Lưu Mặt. Quả là thông minh lanh lợi. Tạ Thái hậu. Hễ nghĩ tới bộ dạng rối rắm hôm nay của Lưu công công, trong lòng bổn cung liền thấy vui. Có điều, hôm nay hoàng thượng ban Thượng Phương Bảo Kiếm cho ngươi, vậy bây giờ ngươi chính là đại hồng nhân trong cung rồi. Thái hậu nương nương, Mai Phi nương nương có ân thương xót thần thiếp. Nếu không phải nhờ hai vị ra tay tương cứu, thần thiếp bây giờ vẫn còn bị nhốt ở Tuế Hàng Cung. Tuy thần thiếp là tiểu hạ dân, nhưng cũng hiểu được đạo lý có ân tất báo. Sau này mọi việc đều dựa vào ý chỉ của Thái hậu. Ngươi hiểu thì tốt. Thật ra việc truy ra hung thủ sát hại hoàng hậu không quan trọng. Điều quan trọng là chĩa mũi tên vào lão hồ ly Lưu Mặt, chặt cái đuôi hồ ly của hắn. Hôm nay hắn bị tước đi chức quan, đại thương nguyên khí. Cô nhất định phải thừa thắng xông lên, khiến hắn cả đời không thể trở mình. Dạ, Yên Nhi hiểu rồi. Vậy thần thiếp xin cáo lui trước. Cô mẫu, Yên Tiệp Dư này có đáng để chúng ta tin tưởng không? Cô ta là một nữ tử dân gian, ở hậu cung lại không có căn cơ. Bây giờ cô ta đã đắc tội với Lưu Mặt, cô ta không thể không dựa vào Ai Gia. Chẳng trách cô mẫu thường nói, muốn xúi dục một người thì phải hiểu kẻ đó cần gì. Yên Tiệp Dư cũng tốt, Lưu Mặt cũng tốt, Ai Gia đều có thể đối phó. Duy chỉ có hoàng thượng đã thực sự thay đổi.
hoàng thượng không còn là một tiểu hoàng đế không biết thế sự. Nó đã trưởng thành rồi. Yên Tiệp Dư đến còn mang theo Thượng Phương Bảo Kiếm. Trước tiên là tịch biên nhà hộ bộ Thị Lan Uông Đại Nhân, sau đó là dẫn người đến nhà của lễ bộ Văn Đại Nhân. Có phải vậy không? Dạ. Các ngươi tổn thất chỉ là vật ngoài thân, các ngươi quay về trước đi, ta sẽ làm chủ cho các ngươi. Tạ công công. Công công, xem ra mục đích của Yên Tiệp Dư cũng không đơn thuần. Cô ta muốn mượn cơ hội này điều tra vụ án để tìm bằng chứng bất lợi cho ngài. Chi bằng... Cứ giữ cái mạng của cô ta lại đã. Dù sao những cô nương này cũng không thoát khỏi bàn tay của ta đâu. Điều quan trọng nhất bây giờ là cứu Phượng Nhi cô nương ra ngoài. Tất cả mọi người đều biết Phượng Nhi là do ta mang vào cung. Nếu để cô ta mang phải tội thì ta cũng không tránh bị liên lụy trong chuyện này đâu. Muốn cứu Phượng Nhi cô nương cũng không khó. Tiểu nhân nghĩ ra một kế, chỉ là không biết Phượng đại nhân có thể làm được hay không thôi. Đặt mình vào chỗ chết, sau đó có thể sống lại. Hoàng thượng, cả ngày người đã không ăn gì. Lưu công công đặc biệt dặn dò Ngự Thiện phòng chuẩn bị nước mơ chua để cho người khai vị. Nước mơ chua. Nàng làm gì vậy? Ngồi xuống. Thời tiết bên ngoài rất nóng có đúng không? Cũng hơi nóng. Chẳng có khác không? Nè, nước mơ chua, uống đi. Không được, tối nay trẫm nhất định phải cứu Phượng Nhi ra. Phượng Nhi, mở cửa ra, nhanh lên. Phượng Nhi, tại sao nàng lại làm chuyện ngu ngốc như vậy? Phượng Nhi, nàng tỉnh lại đi. Hoàng thượng, người đến rồi sao? Phượng Nhi, trẫm đến muộn rồi. Ta thực sự không giết hoàng hậu. Trẫm biết. Ta không. Truyền thái y. Phượng Nhi. Phượng Nhi. Hoàng thượng, Phượng Nhi hiện tại là người đeo tội. Nếu cứ như vậy trở lại Ngân Hoa cung, Phượng Nhi sợ sẽ gây thị phi. Ta đã nói với nàng rất nhiều lần rồi mà. Tất cả mọi người trong cung đều có hơn trăm lý do để hại hoàng hậu, nhưng mà Phượng Nhi của ta thì không. Ta vẫn luôn tin tưởng Phượng Nhi, Phượng Nhi cũng phải tin tưởng ta. Ta nhất định sẽ đưa nàng ra ngoài bằng được. Thái hậu nương nương giá đau. Nô tài khấu kiến thái hậu nương nương, Mai Phi nương nương. Thần thiếp thỉnh an thái hậu nương nương. Thỉnh an Mai Phi nương nương. Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng. Tham kiến hoàng thượng. Mẫu hậu, khuya như vậy rồi, người tới Ngân Hoa cung làm gì? Hoàng thượng, thả Phượng tài nhân. A gia cảm thấy chuyện này rất quan trọng, cho nên nửa đêm vội tới đây muốn nhắc nhở hoàng thượng. Hoàng hậu qua đời, văn võ bá quan không ai không đau buồn. Hoàng thượng muốn xá tội cho Phượng tài nhân, khiến ngoại thích của hoàng hậu và nhiều triều thân bất mãn. Hoàng thượng muốn giải quyết sao đây? Mẫu hậu không cần bận tâm. Buổi thượng triều sớm mai, trẫm nhất định sẽ cho mẫu hậu và bá quan một câu trả lời. Mẫu hậu hồi cung đi, trẫm muốn ở cùng Phượng tài nhân một chút.
Cung tiễn Thái hậu nương nương, Mai Phi nương nương. Phượng Nhi, đứng lên đi. Hoàng thượng càng ngày càng không xem lời nói của Ai Gia ra gì rồi. Xin Thái hậu bất giận, xin hãy bảo trọng thân thể. Ta thật không ngờ Phượng tài nhân này lại dùng tới khổ nhục kế này chứ. Ai Gia trước giờ đã quá xem thường cô ta rồi. Vị Thái hậu định khiến cho hoàng thượng phải khó xử trước văn võ bá quan hay sao? Dù sao nó cũng là hoàng nhi duy nhất của Ai Gia. Ai Gia sở dĩ phải nghiêm khắc với nó tới như vậy chính là để thực hiện lời hứa với tiền đế. Lúc tiền đế hấp hối nắm lấy tay Ai Gia mà dặn: Thái tử còn nhỏ, hảo vật ác lao, đừng đi đường vòng, đem giang sơn đặt vào tay cho người ta. Tuy đó là những lời ngắn ngủi, nhưng Ai Gia không dám quên những lời dặn dò này. Có lẽ trong mắt hoàng thượng, Ai Gia đã đối xử vô cùng khắc nghiệt với nó, cũng chưa bao giờ cho nó sự ấm áp. Nhưng trong trái tim của Ai Gia luôn hy vọng có thể giúp hoàng thượng lớn lên và trưởng thành hơn. Nhưng sao nó không thể hiểu được dụng tâm của Ai Gia chứ? Phượng Nhi diện kiến công công. Phượng Nhi đa tạ ân cứu mạng của công công. Đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, chỉ là Phượng Nhi cô nương không muốn nghe theo lưu mặt nữa. Hãy học cách phân biệt đúng sai, để biết được ai đối xử tốt với mình và ai đang làm hại mình. Phượng Nhi xin theo lời dạy của công công. Vết thương của cô đã đỡ nhiều chưa? Tốt hơn nhiều rồi, may nhờ cao dược công công đưa tới. Đây là cao dược ta nhờ thần y giang hồ đặc biệt điều chế cho cô, bôi lên vết thương sẽ không để lại sẹo. Phượng Nhi cô nương, chỉ cần cô một lòng làm việc cho ta thì ta tuyệt đối không bạc đãi cô đâu. Phượng Nhi hiểu rồi. Sao cô lại ngốc như vậy, lại nghĩ đến việc tự sát? May mà hoàng thượng chạy tới kịp thời, nếu không thì không biết đã xảy ra chuyện gì. Không sao mà, yên tâm đi. Phượng Nhi, ta nghe nói qua mẫu đơn trong ngưỡng hoa viên đang nở rộ, hôm nào chúng ta cùng nhau đi dạo đi, như vậy tâm trạng của cô sẽ được tốt thôi hơn. Hôm nào có thời gian chúng ta cùng đi. Đúng rồi, cô có thấy Y Nhi không? Sao ta không thấy cô ấy ở đâu vậy? Y Nhi đã biết ta được cứu chưa? Sao vậy Yên Nhi à? Hiện tại đại hồng nhân trong hậu cung đang bận điều tra vụ án của hoàng hậu nương nương, đã bận đến sức đầu mẻ trắng, có phép phân thân rồi. Yên Nhi, sao đột nhiên lại bắt đầu điều tra vụ án của hoàng hậu nương nương vậy? Sau này cô sẽ biết thôi. Sao bây giờ không thể nói chứ? Ra ngoài xem đi. À, được. Nói đi. Vào đêm hoàng hậu nương nương chết, ngươi đang ở đâu? Nô tài ở cùng tiểu đức tử và tiểu dương tử. Nói dối. Tối hôm đó ta đã hỏi qua bọn họ, bọn họ nói không hề nhìn thấy ngươi. Còn dám lừa gạt ta? Ngươi đâu? Tiếp tục dụng hình cho ta. Nương nương, tới khi nào chịu khai thì thôi. Dừng tay. Dừng tay. Phượng Nhi, không phải là cô vẫn còn bị nhốt hay sao? Sao lại ra được rồi? Hoàng thượng hạ chỉ đặc xá cho ta ra ngoài. Ờ,
ra được thì tốt. Y Nhi, sao cô lại đánh hắn ta? Tiếp tục đánh như vậy sẽ xảy ra án mạng đó. Hoàng thượng đã lệnh cho ta toàn quyền điều tra, điều tra nguyên nhân cái chết của hoàng hậu nương nương. Ta điều tra khắp khung Ninh cung, chỉ mỗi tiểu thái giám này hành tung bất định, lại không chịu nói thật. Nhưng không sao, ở trong Tuế Hạng cung, thứ mà ta học được là làm sao để cậy miệng kẻ khác. Ngươi có nói hay không? Đừng đừng. Nếu không nói, ta sẽ chặt đầu của ngươi. Đừng đừng, ta nói, ta nói. Tối đó nô tài xuất cung. Ngươi dám tự mình xuất cung? Đừng đừng, đừng đừng tha mạng, đừng đừng tha mạng. Nói đi, tại sao lại xuất cung? Chỉ cần lý do của ngươi chính đáng, có thể lay động ta, ta chắc chắn sẽ tha cho ngươi. Đừng đừng, nô tài ở trong cung có một đối thực tên là Quánh Quánh. Đêm đó phụ thân nàng đến kinh thành nhờ nô tài đưa một chút ngân lượng, cho nên nô tài mới. Không ngờ ngươi lại si tình tới như vậy. Tào công công. À, có nô tài. Nhốt hắn với Quánh Quánh kia vào trong đại lao đi, hôm khác thẩm vấn. Dạ. Đừng đừng, đừng đừng, đừng bà nương nương, nương nương, xin tha mạng nương nương. Y Nhi, hắn đã khai thật rồi, hắn không hề liên quan tới cái chết của hoàng hậu nương nương mà. Tại sao cô lại rút lời, còn bắt nhốt hắn với cung nữ kia? Đó chỉ là lời khai từ một phía, cô tin sao? Hôm nay cô hơi quá đáng rồi đó. Bây giờ vẫn chưa thể chứng minh ai là hung thủ. Cô dùng hình với người ta như vậy là ép cung đó. Giờ thì ta đã hiểu rồi. Một khi con người có quyền lực thì sẽ có được thiên hạ thôi. Hai người là hảo bằng hữu của ta. Bây giờ ta đã có địa vị rồi, chắc chắn sẽ không quên hai người đâu. Yên Nhi à, trong lòng ta luôn có một chuyện muốn hỏi muội. Có chuyện gì tỷ cứ nói đi. Hôm trước ở mặt hoàng thượng, vì sao muội lại nói lời làm chứng của tiểu quý tử hoàn toàn mâu thuẫn? Nếu như không phải do muội ngăn cản, Phượng Nhi đã có thể thoát khỏi tình nghi, có thể rời khỏi Tuế Hàng cung, sau đó cũng không cần phải chịu khổ nhiều. Hai người chỉ nhìn thấy vẻ ngoài của sự việc thôi, chưa từng nghĩ vì sao tôi lại làm như vậy. Không sai. Yên Nhi, ta tin cô không cố ý, nhưng cô có thể cho ta một lời giải thích được không? Đương nhiên là vì cô rồi. Ta không phải là một người thông minh, nhưng mà ta có thể nhìn thấy được lời khai của tiểu quý tử mâu thuẫn ra sao. Lẽ nào người khác không nhìn ra? Thay vì để người khác chỉ ra, chi bằng tự mình đứng ra. Hơn nữa ta muốn nhân cơ hội đó được hoàng thượng tín nhiệm. Ta làm như vậy là vì cả ba chúng ta thôi. Sao vậy? Lời ta nói không đáng tin sao? Yên Nhi, bây giờ chuyện ở trong hoàng cung không phải chúng ta có thể nhìn thấu. Dù tình thế bây giờ Lưu Công Công và cả Thái Hậu địa vị ngang nhau, nhưng dù sao chúng ta vẫn do Lưu Công Công đưa vào cung. Cho nên muội muốn hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của Lưu Công Công thì tốt nhất phải giữ đường thoát cho chính mình. Lưu Công Công vốn dĩ bị Thái Hậu chèn ép về mọi mặt, bây giờ ông ta đã yếu thế rồi. Nếu như bây giờ chúng ta còn theo ông ấy, chúng ta sẽ bước vào đường cùng đó. Điều quan trọng nhất là trong tay của ta bây giờ đã có quyền rồi. Ta sẽ phá vỡ ngụy kế của Lưu Công Công đó, còn lấy được bằng chứng chống lại ông ấy. Như vậy không phải là tốt hay sao? Nhưng muội làm như vậy suýt nữa làm hại đến tính mạng của Phượng Nhi. Hồ đồ. Rõ ràng ta luôn nghĩ cách để cứu Phượng Nhi ra, ai mà ngờ được cô ấy không bình tĩnh nổi, còn đòi cắt cổ tay tự sát nữa. Đây không phải là ý của ta đâu. Phượng Nhi, ta biết là cô sẽ quán trách ta, điều này ta không có gì để nói. Nhưng mà cô nhất định phải tin tưởng ta. Ta làm như vậy là vì bản thân ta và vì cả hai người nữa đó. Yên Nhi, ta không quán cô. Hai người luôn là người mà ta tin tưởng nhất. Nhưng thành thật mà nói,
chuyện lần này thực sự là kế hoạch của Lưu Công Công mới có thể thành công cứu ta ra ngoài. Nhưng đây không phải là những gì mà ta muốn. Tại sao vậy? Bởi vì nếu tiểu quý tử thành công trong việc đánh lừa hoàng thượng thì hắn sẽ đại diện cho kẻ sát nhân đã giết hoàng hậu. Hắn sẽ không bị trừng phạt ngay bây giờ. Sau này cũng không ai điều tra vụ án này nữa. Rồi ai sẽ đứng ra minh quang cho hoàng hậu nương nương? Được rồi, dù sao bây giờ thượng phương bảo kiếm của hoàng thượng ở trong tay Yên Nhi, đối với ba người chúng ta thì thật sự là chuyện rất tốt. Vậy có phải tốt hơn không? Được rồi, nếu Phượng Nhi đã bình an quay về, vậy tối nay chúng ta phải mở tiệc ăn mừng thôi. Không say không về. Trẫm ban cho nàng thượng phương bảo kiếm không phải để nàng tùy ý trừng phạt người khác. Ngày mai nàng thả tiểu công tử và Quánh Quánh ra, vì họ là người mà hoàng hậu khi nàng ấy sinh thời tin tưởng nhất. Trẫm không muốn thấy họ bị oan. Hoàng thượng, người... Phượng tài nhân, Tuyết Chiêu Nghi đã tới. Yên Nhi, cô đang làm gì vậy? Tuyết Chiêu Nghi, Phượng tài nhân, hai người ngồi đi. Hôm nay ta sẽ cho hai người mở rộng tầm mắt. Phượng tài nhân, nghe nói cô và hoàng hậu nương nương quan hệ rất tốt, chắc là cô cũng muốn biết hung thủ là ai phải không? Cô điều tra ra rồi sao? Thật sự là hai người họ làm sao? Không, không phải nô tài. Xin nương nương minh xét, chúng nô tài không sát hại hoàng hậu. Hoàng thượng đã hạ lệnh cho người thả chúng tôi ra. Người làm như vậy là đại nghịch bất đạo. Ai nói là các ngươi sát hại hoàng hậu nương nương chứ? Cho các ngươi 100 cái gan cũng không dám. Thái giám và cung nữ cấu kết với nhau, còn bí mật xuất cung. Chuyện này nếu như để thái hậu nương nương biết được thì các ngươi đoán xem thái hậu sẽ xử lý ngươi ra sao đây? Tiểu nhân sai rồi, xin nương nương khai ân. Yên Nhi, hoàng thượng kêu cô điều tra nguyên nhân cái chết của hoàng hậu. Những chuyện khác thì cô hãy mắt nhắm mắt mở cho qua đi. Cô đang cầu xin cho họ đó hả? Không sai. Nếu đã như vậy thì ta càng không thể tha thứ cho bọn họ. Nương nương, tiểu nhân có bí mật liên quan đến hoàng hậu. Hả? Bí mật gì? Người xem bệnh cho hoàng hậu nương nương Đinh Thái Quý có vấn đề. Cái gì? Ai nói cho ngươi biết? Là Thái Nguyệt cô nương. Thái Nguyệt? Ngươi đem người đã chết ra để nói, sao có thể chứng minh là thật hay giả? Tiểu công tử, hoàng thượng kêu ta thả chúng ra, nhưng mà hai người này vi phạm cung quy, không thể tha thứ. Tào công công, giải tên nam nhân này tới điện giam giữ, còn nữ nhân kia tới quán y phòng. Không có lệnh của ta thì cả đời không được thả ra ngoài. Dạ. Tại sao Yên Nhi lại trở nên như vậy? Bây giờ ta không thể nào nhận ra cô ấy như trước kia nữa. Đúng vậy, rõ ràng là người rất thân thuộc, nhưng bây giờ lại trở thành người xa lạ. Trước đây chúng ta có gì đều nói với nhau, nhưng bây giờ lại không thể nói với nhau được. Hoàng thượng ban thượng phương bảo kiếm cho cô ấy là để cô ấy điều tra vụ án, không phải để cô ấy giết người bừa bãi. Cô ấy là người giết gà dọa khỉ, cố ý làm điều đó để cho chúng ta thấy. Chúng ta? Đúng. Có lẽ ngày hôm đó khi chúng ta đến ngự hoa viên để bái kiến hoàng hậu nương nương, khiến cho hoàng thượng tức cảnh sinh tình, không ở lại ngưng qua cung. Yên Nhi nghĩ rằng chúng ta đang cạnh tranh với cô ấy để tranh sủng. Tranh sủng? Hai chúng ta có tranh sủng với cô ấy hay không vậy? Phượng Nhi, muội quên chân thường của cô đã nói gì với chúng ta sao? Đây là hoàng cung, và ngoài cung tâm kế chính là người đầy ganh ghét người kia. Chuyện của chúng ta xảy ra ở Tế Nguyệt Đài, ở đây là chuyện nhỏ xé ra to.
Có điều ta thật không ngờ rằng sau khi Yến Nhi có được quyền lực, bèn lật mặt không quen biết. Những sai lầm vô tình của chúng ta đã khiến cô ấy tức giận đến như vậy. Ta mặc kệ, nếu ba chúng ta vẫn là tỉ muội, ta phải đi tìm cô ấy để nói cho rõ ràng. Bây giờ cô đi tìm cô ấy thì có ích gì chứ? Ta phải nói rõ ràng với cô ấy. Thứ nhất, chúng ta không tranh quyền đoạt lợi với cô ấy. Thứ hai, cô ấy không thể tùy ý giết người như vậy. Nhưng mà bây giờ Yên Nhi không nghe lời cô đâu Phượng Nhi. Mỗi từ cô nói ra, cô ấy đều nghĩ chúng ta có âm mưu khác. Phượng Nhi, ta hiểu hoàng cung đệ hơn cô rất nhiều, hiểu việc lòng người thay đổi. Và nếu như cô không muốn Yên Nhi sử dụng nhiều thủ đoạn hơn, thì cô hãy tin ta, đừng tìm cô ấy. Tuyết Nhi, ta vẫn không thể tin được rằng cô ấy thật sự sẽ không bỏ lại tình tỉ muội chúng ta. Một lát nữa cô hãy đi cùng ta tới tìm cô ấy, nói lại cho cô ấy nghe những lời cô vừa nói với ta, để cô ấy hiểu nếu như cô ấy cứ cố chấp như vậy, cả hoàng cung sẽ đối địch với cô ấy. Có được không? Yên Nhi, sao lại là hai người? Ta tưởng là hoàng thượng tới chứ. Hoàng thượng hôm nay cũng tới sao? Đương nhiên rồi, hôm nay hoàng thượng lật thẻ bài của ta. Cũng tốt. Ta và Tuyết Nhi làm một chút điểm tâm, đợi hoàng thượng tới chúng ta sẽ cùng ăn. Bộ ta ngốc lắm sao? Hoàng thượng sắp đến rồi, các người cũng nên biết điều một chút, đem điểm tâm đó cung kính người chết đi. Yên Nhi, cô không thể nói như vậy. Tại sao ta lại không thể nói chứ? Cô... Được rồi, hoàng thượng cũng sắp tới rồi đó, ta khuyên các người tốt nhất nên tránh đi. Yên Nhi, thật ra hôm nay chúng ta tới đây là có chuyện muốn nói với muội. Nhưng bây giờ ta không muốn nói chuyện với hai người. Hai người đi đi. Ta... Đi đi. Chúng ta đi thôi. Hả? Nè, chờ đã. Mang điểm tâm này đi luôn đi. Ai biết được các ngươi giở trò gì với ta. Cô yên tâm, có ném đi ta cũng không cho. Đi thôi. Không biết vì sao ta không thể tha thứ cho cô ấy. Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho Yên Nhi. Tức chết ta rồi. Tức chết mà, tức quá đi. Phượng Nhi, ta đã nói với cô rồi, Yên Nhi đã thay đổi hoàn toàn. Cô ấy đã không còn là Yên Nhi của trước đây nữa rồi. Tuyết Nhi, ta muốn ở một mình. Phượng Nhi, hoàng cung là nơi dơ bẩn nhất trần gian này, và ở đây sinh mệnh đều là thứ vô giá trị nhất, huống hồ tình bạc hữu của ba chúng ta. Đến như có một ngày ta cũng phản bội cô, làm hại cô, thì cô sẽ hận ta và có dùng đủ mọi cách để dồn ta vào chỗ chết không? Phượng Nhi, cô nghĩ ngợi cho tốt nha. Được. Hoàng thượng giá đau. Khuya như vậy rồi gọi trẫm tới, có phát hiện gì sao? Hoàng thượng, thần thiếp có thể tiếp tục tra án, nhưng mà xin hoàng thượng đáp ứng một thỉnh cầu của thần thiếp. Đứng lên đi rồi nói, xem trẫm có làm được không rồi mới tính. Trừ khi hoàng thượng đồng ý với thần thiếp trước, nếu không thần thiếp sẽ quỳ mãi không đứng dậy. Được, trẫm phê chuẩn. Thần thiếp là muốn hoàng thượng chọn ngày chiếu cáo thiên hạ, lập Yên Nhi làm phi. Danh xưng tiệp phi này Yên Nhi chán nhanh như vậy hả? Hoàng thượng, vừa rồi người đã hứa với thần thiếp rồi. Trẫm lời giang tiếng ngọc, tất nhiên nói được làm được. Nhưng mà Yên Phi, trẫm cũng có một điều kiện. Là điều kiện gì? Nàng nhất định phải điều tra rõ ràng cái chết của hoàng hậu.
Như vậy thì trẫm mới có thể phong nàng làm phi. Dạ, Yên Nhi đã rõ. Cô muốn điều tra thái y chuyện. Không sai, dưới sự uy hiếp này của ta, tiểu công tử cuối cùng đã nói đinh thái y chăm sóc hoàng hậu nương nương có vấn đề. Ta muốn dựa theo manh mối này để điều tra, chắc chắn sẽ tra ra chân tướng sự thật. Ta khuyên cô nên từ bỏ đi. Tại sao chứ? Thái hậu kêu cô điều tra vụ án của hoàng hậu chỉ là để đối phó Lưu Công Công. Người không hề muốn biết rằng hoàng hậu chết ra sao đâu. Người yên tâm, ta sẽ đích thân thuyết phục thái hậu nương nương, bởi vì ta có lý do không thể không tra. Người đều là thuốc mà ngươi kê cho hoàng hậu nương nương sao? Dạ. Dương Thái Y, ông xem thử những đơn thuốc này đi, xem có vấn đề gì không. Bẩm nương nương, dược liệu trong phương thuốc đều là dược liệu bình thường, dùng lượng cũng rất theo quy tắc, không có gì bất thường. Hả? Vậy thì theo ý của ông, kê thuốc theo đơn sẽ không có vấn đề sao? Đúng vậy. Nương nương, nô tài phát hiện vài điều đáng nghi. Đinh Thái Y, tại sao cuốn sổ ghi chép dược liệu này lại thiếu đi một trang chứ? Chắc hẳn là quản sự lơ là sơ ý, ghi nhầm sổ sách cho nên xé ra để sửa. Lơ là sơ ý sao? Cứ mỗi 7 ngày lại thiếu đi một chỗ như vậy, xem ra quá trùng hợp rồi đó. Chuyện này thái y chuyện trước nay đều do ông toàn quyền phụ trách. Hoàng hậu nương nương bị hại như vậy, độc dược được dùng cũng không phải từ ngoài cung mang vào, mà là dược liệu của thái y chuyện ông. Hiện giờ sổ sách có nhiều chỗ không được rõ ràng, ông lại còn bắt mạch cho hoàng hậu nương nương. Mấy việc này gộp lại thì ta thấy rõ ràng là ông lấy thuốc từ thái y chuyện để hại chết hoàng hậu nương nương. Quan uổng quá, nô tài sao lại dám hãm hại hoàng hậu nương nương. Vậy thì ông nói đi, trên sổ sách này đã thiếu những thứ gì? Là kẻ nào đã lấy đi? Chuyện này à. Tiểu Minh Tử bái kiến Yên Tiệp Dư. Miễn lễ đi. Dạ. Chúng ta đi. Các ngươi đi đâu? Đứng lại cho ta. Nương nương, nô tài có việc gấp cần phải làm. Ta phụng thánh dụ của hoàng thượng, muốn các ngươi giúp đỡ ta tra án. Các ngươi từng người một lần lượt bỏ đi, vậy là sao hả? Nếu là ta không để cho bọn họ nghe lệnh ngươi thì ngươi sẽ làm gì? Lưu Công Công. Diện kiến Lưu Công Công. Các ngươi lui xuống đi. Dạ. Các ngươi dám? Quay lại cho ta, quay lại. Ngươi hà tất phải nổi nóng làm gì? Ngươi có gọi bọn họ lại cũng không thẩm vấn được gì đâu. Y y. Lưu Công Công, ông hãy nhìn đi, đây là cái gì? Đây chẳng phải là Thượng Phương Bảo Kiếm sao? Ta nghe nói từ lâu rồi, mấy ngày trước ngươi cầm Thượng Phương Bảo Kiếm dọa dẫm biết bao người, hơn nữa còn đuổi Tử Thái Giám và cung nữ được sủng ái ở Khôn Ninh Cung đi. Ngươi quả nhiên là lợi hại. Có điều người hôm nay đứng đây là ta, ngươi có thử rút kiếm xem có trảm đầu được ta không? Ngươi... muốn đấu với ta sao? Ngươi còn non lắm. Nếu người dám rút kiếm ra,
ta sẽ lập tức giết chết ngươi. Đến lúc đó, người khắp hoàng cung sẽ nói là Yên Tiệp Dư tẩu quả nhập ma, bất cẩn đụng trúng thượng phương bảo kiếm. Ngươi là người thông minh, ngươi nghĩ câu chuyện này viết như vậy có hay hay không? Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi còn cùng Thái hậu nương nương đối phó với ta, thì ta sẽ lấy đầu của ngươi đó. Thần thiếp thỉnh an Thái hậu nương nương, Mai Phi nương nương. Yên Tiệp Dư, ai da, hôm nay không hề truyền ngươi, ngươi đến đây làm gì? Thái hậu, Yên Nhi phụng lệnh của người tra án, lại không cẩn thận gặp phải vài phiền phức. Ai da kêu ngươi tra án khi nào chứ? Mai Nhi, con có biết không? Đâu có. Tra án là việc của Đại Lý Tự, Thái hậu nương nương sao lại kêu người làm loại chuyện này chứ? Thái hậu nương nương không phải người kêu thần thiếp điều tra vụ án của hoàng hậu nương nương sao? Hôm đó xem ra lời Cẩm Tú nói với người, người đều xem như gió thoảng qua tai. Ai da kêu người thu thập chứng cứ để đối phó với Lưu Mật, người lại chạy đến Thái y viện làm loạn. Chẳng lẽ người không hiểu lời ai da nói sao? Xin Thái hậu nương nương thứ tội. Vốn dĩ ai da thấy người thông minh lanh lợi, là nhân tài có thể đào tạo. Nhưng mà ta thấy mấy ngày nay ngươi lại không bắt được một chút thóp của Lưu Mặc. Ai da giữ ngươi lại làm cái gì? Chi bằng ai da bẩm báo hoàng thượng, thu hồi thượng phương bảo kiếm của ngươi, phái ngươi đến thượng y cục giặt áo cho rồi. Xin Thái hậu nương nương cho Yên Nhi một ít thời gian. Giờ ngươi hiểu rồi chứ? Không có sự ủng hộ của ai da, ngươi khó mà tiến tới được. Ngươi quay về suy nghĩ kỹ đi, đợi ngươi nghĩ kỹ rồi thì hãy đến tìm ai da. Yên Nhi đã hiểu rồi. Nhưng mà... Nhưng nhị cái gì? Ngươi lui xuống đi. Dạ, vậy thần thiếp xin cáo luôn. Cô mẫu, Mai Nhi thấy Yên Tiệp Như này rõ ràng là một người ngông cuồng không biết trời cao đất rộng. Nếu mà cô mẫu vẫn muốn lợi dụng cô ta, chỉ sợ không gấp được củ khoai lang nóng đã bị bỏng tay rồi. Cô ta đã nhờ giả ai da, lúc đầu đã không thành thật. Ai da nói cô ta điều tra bọn quạng quan, quả thực cô ta đã tìm thấy người đứng đầu của Đinh Thái Y. Lưu Mặc lại không biết được chân tướng, hôm nay lại dám chen ngang. Nhưng nếu cô ta thực sự phát hiện ra chuyện gì đó, vậy chúng ta... Không cần phải lo lắng đâu, mọi thứ đã nằm trong tay ai da rồi. Tào công công. Nô tài thỉnh an nương nương. Bỏ trò đó đi. Bổn cung yêu cầu ngươi cùng ta điều tra vụ án của Thái y viện. Ngươi cứ lý do này lý do kia, không thấy bóng dáng ngươi đâu. Nương nương, xin tha tội cho nô tài. Nô tài không dám làm điều trái lại với chủ ý của Lưu công công. Vậy lẽ nào ngươi không sợ làm mất lòng của hoàng thượng sao? Mạo phạm nương nương chính là rơi đầu xuống đất. Nếu làm trái ý của Lưu công công thì có thể là sống không bằng chết. Bây giờ ở trong cung này, ngoài hoàng thượng và thái hậu, không ai dám không nghe lời của Yên Tiệp Phi. Xin người hãy phát từ bi, tha cho chúng nô tài. Hoàng thượng ra lệnh nương nương nhanh chóng đến cung Càn Đinh. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Trẫm kêu nàng điều tra vụ án của hoàng hậu, nàng điều tra tới đâu rồi? Hoàng thượng, thần thiếp... Có gì thì cứ nói thẳng ra, sao phải ấp áp bụng chứ? Lẽ nào bao nhiêu ngày rồi
mà vẫn không tra ra được chút manh mối nào. Đương nhiên là không phải. Hoàng thượng, thần thiếp đã tra ra một số manh mối rồi. Hoàng thượng, đây là số manh mối mà thần thiếp điều tra được trong mấy ngày vừa qua đó. Chỗ này đều là đơn thuốc mà lúc còn sống hoàng hậu đã dùng. Người trong thái y viện đều đã kiểm tra rồi, không có gì đáng nghi. Yên Tiệp Dư, nàng tưởng rằng lúc trước ta kêu nàng đi điều tra vụ án của hoàng hậu, trọng không điều tra mấy thứ này hay sao? Hoàng thượng thứ tội, không phải thần thiếp vô dụng, mà là ở trong cung có quá nhiều thế lực ngăn cản thần thiếp. Trẫm đương nhiên là biết. Vậy trẫm ban thượng phương bảo kiếm cho nàng làm gì? Thấy kiếm như thấy vua. Trẫm hy vọng nàng có thể phá vỡ luật lệ trong cung, nghiêm túc làm việc thay cho trẫm. Dạ, thần thiếp đã hiểu rồi. Yên Tiệp Dư, lúc trước trẫm đã hứa với nàng, sau khi chuyện thành công sẽ ban danh hiệu quý phi cho nàng. Nhưng nếu nàng không thể hoàn thành, thì ta sẽ đày nàng làm thứ dân, trục xuất khỏi cung. Yên Nhi, đi lui xuống trước đi. Dạ. Ta nấu canh cho muội đây, muội uống đi cho ấm người. Tại sao tỷ lại đến thăm ta? Giờ lúc này không phải là lúc nên cười nhạo ta sao? Người khác có cười nhạo muội hay không thì ta không biết, nhưng đổi ra bây giờ của muội, ta có thể cảm nhận được. Tỷ hiểu được điều khó của ta sao? Trên thế gian này, ai ai cũng đơn độc một mình, chẳng có ai quan tâm muội nỗ lực đến đâu. Có đau khổ hay không, mệt mỏi hay không, ngay cả nỗi khổ mà muội từng chịu đựng, tội danh mà muội từng gánh, cũng không ai hỏi tới đâu. Nhưng bà Yên Nhi à, muội phải phấn chấn lên mới được. Nhưng từ đầu đến cuối ta đều chỉ có một mình, ta không thể tra án. Hoàng thượng sáng nóng chiều lạnh nhạt với ta, tất cả mọi người đều đang chờ ta thất bại. Muội vẫn còn ta và Phượng Nhi mà, có chỗ nào khó muội cứ nói ra đi, chúng ta là tỷ muội tốt. Nhưng mà trước đây ta đối xử với hai người, mấy chuyện đó chúng ta không để tâm đâu mà. Mọi người cùng nhau trải qua biết bao sinh tử, cảm giác đó cả đời người cũng không có quên được. Bà uống lúc còn đắng đi. Bà uống đi.
Theo gợi ý của muội, ta giết như vậy đúng không? Ừ. Nếu lần theo từng bước giống như bức vẽ này, chỉ cần lần theo manh mối của Đinh Thái Y, chắc chắn sẽ tra ra nguyên nhân cái chết của hoàng hậu. Wow, Y Nhi à, nhìn cô giống phong thái của ám sát sứ lắm đó. Nói đi, cần chúng ta giúp cô làm gì? Thế lực của Lưu Công Công khiến bên cạnh ta không ai có thể dùng được, không ai tra án, manh mối cũng tự đứt theo. Lưu Công Công tuy đã bị tước chức quan, nhưng mà những chuyện trong hậu cung này, ông ta là người duy nhất có thể ngang hàng với Thái hậu. Thế lực của ông ta không thể xem thường, ông ta hành sự trong tối, cô nhất định sẽ rất khó mà làm việc. Đừng sợ, cô có hai người chúng ta mà, bây giờ bọn ta là trợ thủ của cô. Nhưng mà vụ án này không hề dễ dàng đâu. Các cô không sợ đắc tội với người khác sao? Lâm Phượng Nhi ta có gì mà sợ chứ. Nè, tỷ muội chúng ta đồng tâm giải quyết tất cả. Đinh Thái Y à, có tỳ chức. Trên sổ sách rốt cuộc thiếu những loại dược liệu nào? Tỳ chức đã nói rồi, là do quản sự không may sơ suất. Ngươi coi ta là kẻ ngốc phải không? Ta đã hỏi quản sự của dược phòng rồi, bọn họ nói sổ sách này đều ghi lại các loại dược liệu quý hiếm, hắn ta thấp cổ bé họng, căn bản là không thể đụng vào. Chuyện này tỳ chức cũng không rõ nữa. Nương nương, nương nương à, nô tỳ vừa đối chiếu tất cả sổ sách, phát hiện chỉ thiếu duy nhất một dược liệu tên là túy đinh hương. Túy đinh hương? Quả nhiên là nó. Nói đi, túy đinh hương đó người giấu ở đâu? Tỳ chức trước giờ chưa từng thấy qua dĩ thuốc này. Ngươi còn dám giảo biện sao? Ngươi có tin bây giờ ta lập tức chém đầu ngươi không? Nương nương à, nương nương tha mạng, nương nương tha mạng. Nương nương à, hay là chúng ta về cung trước bàn bạc với Phượng Tài Nhân và Tuyết Chiêu Nghi rồi mới thẩm vấn hắn? Cũng được. Thái hậu, Yên Tiệp Dư đưa Phượng Tài Nhân và Tuyết Chiêu Nghi đi điều tra Đinh Thái Y rồi. Trừ phi ba con tiểu yêu tinh này thật sự không sợ chết. Bây giờ Đinh Thái Y đó đã trở thành mục tiêu của ba người bọn họ rồi, chỉ bằng để nô tỳ. Ta tìm thấy rồi, ta tìm thấy rồi. Yên Nhi, qua đây. Túy đinh hương có nguồn gốc từ núi tuyết ở Tây Dực, có tác dụng giảm đau tức thời. Nếu nữ nhân dùng trong thời gian dài sẽ dẫn đến đau đầu nhức mỏi, khó khăn trong việc chăn gối. Khó khăn trong việc chăn gối sao? Vậy liên quan gì tới cái chết của hoàng hậu nương nương chứ? Ta đã đọc hết toàn bộ sách ở chỗ này rồi, chỉ có cuốn sách này nhắc tới túy đinh hương thôi, kết quả lại chẳng có chút tác dụng gì. Ai nói nó không có tác dụng gì? Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, chỗ của tỷ có manh mối gì không? Hôm nay ta đã đến Thái Y viện tìm viện phán đại nhân. Ta nói với ông ấy dạo gần đây cả người ta vô lực, đang dùng một liều thuốc tự mình điều chế. Sau khi ông ta kiểm tra xong, hai buổi đoán xem ông ta nói gì. Ông ta nói gì? Ông ta nói rằng trong thuốc có chứa một thành phần gọi là túy đinh hương, và sau khi dùng xong thì sẽ đau đầu mệt mỏi và khó khăn trong chuyện chăn gối của hai người. Cái này bọn ta cũng biết mà. Phải đó, trong sách có ghi nè, cô không thấy sao? Tại sao hai người lại không hiểu được tính quan trọng trong vấn đề này chứ? Tính nghiêm trọng gì chứ? Số thuốc này ta lấy ra từ trong cung của hoàng hậu đương đương, là hai loại thuốc mà hoàng hậu đương đương đã dùng. Chỉ ý của tỷ, tuy là ta không tra ra chân tướng hoàng hậu đương đương bị giết như thế nào, nhưng mà ta lại biết được một bí mật đáng sợ khác. Bí mật gì vậy? Bí mật chuyện hoàng hậu đương đương mãi không mang thai được đó. Thì ra là Cẩm Tú cô làm lão phu hết hồn. Đinh Thái Y làm nhiều chuyện trái với lương tâm, ngay cả bóng người cũng sợ sao?
Ba tiểu tiện nhân này tìm hiểu rất trễ, đến cả vị thuốc cũng phát hiện ra. Lão phu đang cân nhắc, vẫn thấy nên đốt toàn bộ bằng chứng, cũng cần phải giải quyết hậu quả cho thái hậu. Đinh Thái Y đúng là nhất mực trung thành với thái hậu nương nương. Đương nhiên rồi, cái mạng này của lão phu là do thái hậu cứu mà, không trung thành sao được. Vậy thì tốt, không thể để cho hoàng thượng biết được là Mai Phi nương nương đã âm thầm cho hoàng hậu nương nương dùng túy đinh hương. Cái này tôi không phải là độc dược gì, nhưng nếu như để người ngoài biết được thì có trăm cái miệng chúng ta cũng khó mà chối. Cô yên tâm, lão phu rất là kính miệng. Cô quay về báo với thái hậu, cứ nói là tất cả bằng chứng đều bị đốt hết rồi, nhưng mà tội danh lơ là chức trách không thể nào tránh được. Ngày mai lão phu sẽ cáo lão hồi hương. Bí mật của Mai Phi lão phu tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài. Chỉ có người chết đi rồi mới giữ được bí mật thôi. Không hay rồi, không hay rồi. Xảy ra chuyện gì? Đinh thấy ông ấy. Hoàng thượng, thần thiếp không muốn tiếp tục điều tra. Thần thiếp đã quá kinh hãi rồi. Nếu thần thiếp tiếp tục điều tra, sợ là sẽ không giữ được cái mạng này nữa. Yên Nhi, bình thân. Yên Nhi, trước đây nàng thề thốt cam đoan với trẫm, bất kể gặp phải khó khăn gì, nàng đều sẽ giải quyết được. Nhưng bây giờ mới gặp một chút vấn đề, nàng lại rút lui. Nàng làm việc cho trẫm kiểu gì vậy? Hoàng thượng, thần thiếp... Nàng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này, cho trẫm một câu trả lời. Trường Canh. Có thần. Trẫm lệnh cho Khanh, bất kể ngày đêm, bảo vệ Ngưng Hoa Cung, bảo vệ ba vị nương nương an toàn. Thần tuân chỉ. Tạ hoàng thượng. Phượng Nhi. Tạ hoàng thượng. Bây giờ thần đi ngay. Đi đi. Yên Tiệp Dư, nàng muốn làm thì làm, không muốn làm cũng phải làm. Nhớ kỹ nhiệm vụ trẫm đã giao. Sau khi xong chuyện, đừng nói là vị trí phi tử nhỏ nhoi, ngay cả vị trí quý phi trẫm cũng sẽ cho nàng. Cố gắng lên. Phượng Nhi. Tiểu Mãn ca ca, sao huynh lại tới đây? Sao vậy? Đi. Không phải, đợi chút, đi đâu? Mau qua đây ngồi đi. Sao huynh lại uống thành ra như vậy rồi? Phượng Nhi, ta xin lỗi. Huynh sao vậy? Gần đây mùi vẫn ổn chứ? Gần đây thật sự xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng hôm nay hoàng thượng ra lệnh cho huynh đến bảo vệ muội, lòng muội cảm thấy an tâm hơn nhiều. Ta xin lỗi, ta vẫn luôn tìm muội. Ta không biết muội bị thái hậu nhốt trong Tuế Hàng Cung, dù là hoàng thượng cũng phải bất lực. Phượng Nhi, trong thâm cung này ta thật sự không thể bảo vệ cho muội. Không sao đâu, ta biết Tiểu Mãn ca ca đã cố gắng hết sức rồi. Hơn nữa trừ bị thương một chút ngoài da ra, muội cũng chẳng xảy ra chuyện gì mà. Là ta vô dụng. Huynh đừng uống nữa, đừng uống nữa mà. Muội đi rót cho huynh ly trà. Phượng Nhi. Tiểu Mãn ca ca, chỉ cần muội nguyện ý, bây giờ ta có thể đưa muội đi. Không phải. Đi. Tiểu Mãn ca ca. Đi. Tiểu Mãn ca ca, huynh buông ra. Huynh làm gì vậy? Huynh bị sao vậy hả?
muội gọi ta là gì? Tiểu Mãn ca. Đừng gọi ta là Tiểu Mãn ca. Muội đừng gọi ta là Tiểu Mãn ca. Tiểu Mãn ca. Tấm lòng ta dành cho muội, muội vẫn không biết hay sao? Tiểu Mãn ca, huynh làm gì vậy? Đừng gọi ta là Tiểu Mãn ca ca nữa mà. Ta sắp suy sụp rồi muội có biết không? Ta không thể chịu đựng được nữa rồi. Muội bị thương vì kẻ khác, ta càng không thể chịu đựng được. Hắn gọi muội thì tẩm: Phượng Nhi, huynh thích muội. Hiện tại ta là phi tử của hoàng thượng, trong lòng ta chỉ yêu người mà thôi. Huynh là Tiểu Mãn ca ca của ta. Tiểu Mãn ca ca, hôm nay huynh uống nhiều rồi, lời huynh nói toàn là lời khi say. Ngày mai tỉnh dậy huynh sẽ biết hôm nay huynh quan đường ra sao. Ta có thể xem như chưa từng có gì xảy ra. Huynh mau đi đi. Đi cùng với ta. Ra ngoài. Ra ngoài. Bây giờ muội là phi tử của hoàng thượng, có phải không? Phải. Trước Nhi tỷ, tỷ nói xem là ai đã sai khiến Đinh Thái Y để hoàng hậu nương nương sử dụng túy trinh hương nhiều như vậy chứ? Theo như ta thấy, người có khả năng nhất là Mai Phi nương nương. Mai Phi? Đúng vậy, hoàng hậu nương nương không có con nối dõi. Nếu Mai Phi nương nương có thể thuận lợi sinh Long Tử thì sẽ trở thành trưởng tử của Dương triều Đại Minh, lập đích trưởng tử làm thái tử, thì đó là chuyện đương nhiên. Nếu hoàng hậu đương đương mang thai trước thì sao chứ? Ta hiểu rồi. Cũng tức là nói Mai Phi đã mua chuộc Đinh Thái Y, cho túy đinh hương vào canh thuốc của hoàng hậu nương nương, khiến cho hoàng hậu cùng hoàng thượng không thể nào tận hưởng được khoái lạc. Và cứ như vậy, hoàng hậu mãi mãi không thể nào mang long chủng. Buổi nói rất có lý. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Phải báo cho hoàng thượng sao? Hiện tại chúng ta không có chứng cứ. Đến như bảo hiểm vạch trần, chỉ rút tội danh phỉ báng. Hơn nữa, tuy chuyện này Mai Phi nương nương là tình nghi lớn nhất, nhưng bà ta vẫn còn một nghi vấn khác. Nghi vấn gì chứ? Ta nhớ ta từng nói với muội, lần đầu tiên ta điều tra Đinh Thái Y, vừa hay tra ra một số manh mối. Lưu Công Công liền điều hết người bên cạnh của ông ta đi. Muội không cảm thấy lạ hay sao? Liệu có phải Lưu Công Công cũng diễn một vai hay không? Tỷ nói như vậy, ta cũng thấy Lưu Công Công rất đáng nghi. Tại sao trong lúc quan trọng nhất hắn lại chọn ta để ra tay chứ? Là bảo vệ Đinh Thái Y sao? Hay là nói có bí mật gì khác không thể nói ra? Yên Nhi, chuyện tới nước này ta không thể không nhắc muội một câu. Là câu gì? Muội phải điều tra ra chân tướng việc hoàng hậu đương đương tự sát. Và bây giờ lại điều tra ra bí mật lớn đến như vậy, muội không được nói chuyện này với bất cứ ai, kể cả hoàng thượng. Nếu không thì ta sợ ba người chúng ta đều khó giữ mạng sống. Thái hậu, ngươi đã làm tốt lắm, vất vả rồi. Đa tạ thái hậu đã khen ngợi. Chỉ là thuộc hạ cảm thấy Yên Tiệp Dư đó không thể... Ai gia tự có chủ trương. Ngươi lui xuống đi. Dạ.
Thần tham kiến Thái hậu nương nương. Bình thân đi. Tạ nương nương. Tống đại nhân, Ai Gia nhớ khi ngươi mới vào cung từng muốn giết Cẩm Tú báo thù cho sư phụ ngươi. Ai Gia đã ban cho ngươi Thanh Vân Lộ, và ta cũng đã hứa là sẽ trả lại Võ Mục Y Thư cho ngươi. Bây giờ tạm thời Y Thư chưa thể trả, ngươi có oán giận Ai Gia không? Thần tin tưởng Thái hậu nương nương nhất định nói lời thì sẽ giữ lời. Bây giờ ngươi và Cẩm Tú là cánh tay trái phải của Ai Gia, thiếu một đều không được. Ai Gia phái ngươi đi làm một việc. Đây, lên đi. Hôm nay tâm trạng muội ấy không tốt, chúng ta đưa muội ấy về phòng đi. Phượng Nhi. Yên Nhi, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ngày mai sẽ là một ngày mới. Yên Nhi, muội sao vậy? Vụ án của hoàng hậu vẫn chưa điều tra rõ. Yên Nhi vì chuyện này mà có vô số kẻ thù. Nghi Hoa cung liên tục gặp chuyện khiến người ta kinh ngạc. Người nói xem liệu bây giờ ta thăng chức cho Yên Nhi liệu có cao quá hay không? Hoàng thượng muốn làm gì thì làm, lẽ nào có người dám ngăn cản người hay sao? Từ trước tới giờ trẫm luôn mắt nhắm mắt mở cho qua kẻ không thông minh, chỉ duy nhất với ngươi. Hoàng thượng, hoàng thượng giá đáo, hoàng thượng giá đáo. Hoàng thượng. Tiểu thuần tử. Hoàng thượng, xem ra ba vị nương nương không có ở trong cung, hay chúng ta để sau lại tới? Hoàng thượng. Sao Tống đại nhân lại ở đây? Trường Canh, bình thân. Trường Canh, đã xảy ra chuyện gì? Hoàng thượng, vừa rồi chi thần truy bắt một tên trộm, thấy hắn chạy vào Nghi Hoa cung, bất đắc dĩ phải quy phạm lễ tiết, xin hoàng thượng tha tội. Trộm sao? Hoàng thượng có độc. Phượng Nhi, Phượng Nhi, Phượng Nhi, người đâu? Truyền thái y, truyền thái y nhanh lên! Mau, Phượng Nhi, Phượng Nhi, Phượng Nhi, Phượng Nhi. Hoàng thượng. Phượng tại nhân sao rồi? Hoàng thượng, Phượng tại nhân trúng độc khá nặng, nếu dùng cách bình thường chữa trị sợ làm ảnh hưởng tới bệnh tình. Chị mau nghĩ cách đi. Xin hoàng thượng cho phép hạ quan dùng cách châm cứu giải độc cho nương nương. Chỉ cần ngươi có thể cứu được Phượng tại nhân, trẫm đồng ý. Ngươi mau bỏ qua lễ tiết cổ hủ. Dạ. Thank you.
Tại sao ngươi lại để cho thích khách thoát khỏi Nhi Hoa Cung? Phượng Nhi suýt chút nữa đã bị chết, ngươi có biết không? Thần tội đáng muôn chết. Ngươi tốt nhất hãy điều tra ra cho trẫm thích khách là ai. Tại sao hắn lại thông thuộc trong cung như vậy? Rốt cuộc hắn muốn nhắm vào trẫm hay là ba vị nương nương? Và quan trọng nhất là hắn cho ai chỉ thị? Thần tuân chỉ. Vừa rồi trẫm mất bình tĩnh, nhưng mà trẫm vừa rồi thật sự tưởng rằng trẫm sẽ mất đi nàng ấy. Ngươi đã từng mất đi ai chưa? Đã từng. Lùi xuống trước đi, trẫm muốn yên tĩnh một mình.